Rồi, ok, mình chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Lúa TV. Thì các bạn ơi, hôm nay mình sẽ chia sẻ một video đó, mình sẽ gửi tiết kiệm trực tuyến trên Sacombank Bay các bạn, hay là trên Mbanking. Thì cái hình thức gửi như thế nào? Thì đây là loại hình thức gửi mở tiết kiệm tích góp các bạn. Thì mình có thể ngồi ở nhà, mình cũng có thể gửi tiết kiệm được nha các bạn. Thì nó cái dạng sản phẩm này nó giống như là một sản phẩm mình bỏ bóng heo các bạn. Thì mình có ít nào ít, có nhiều bỏ nhiều, và mình có thể linh hoạt là mình nạp vô cái tài khoản tiết kiệm này bất cứ lúc nào. Và đây một sản phẩm mình đã mở tiết kiệm và mình đã thực hiện rồi, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Và đây là cái số lần mình đã nạp cho cái sản phẩm sổ tiết kiệm này. Mình có thể có tiền lúc nào thì mình nạp lúc đó nha các bạn. Đó. A few moments later. Trước tiên thì mời các bạn truy cập vô Sacombank Bay. Đây là giao diện Sacombank Bay của mình. Đó. Ok các bạn ơi, thì mình sẽ kéo xuống. Thì trước tiên á, thì màn hình chủ mình sẽ chọn vô cái mục là giao dịch để mà có những cái sản phẩm như thế này. Mình sẽ kéo xuống ngay cái chỗ là tiết kiệm này các bạn. Đó, ngay cho mình phần tròn màu đỏ. Đó, mình sẽ nhấn vô đây. Đây, thì nó sẽ kêu mình nhập mật khẩu của cái app Sacombank Bay của mình. Thì mình sẽ nhập cái mật khẩu của app Sacombank Bay mình vô gặp sáu chữ số. Đó, thì nó đưa mình tặng vô cái sản phẩm như thế này. Thì nó cho mình một cái sản phẩm đó là chọn cái sản phẩm tiền gửi. Thì mình sẽ chọn cho một sản phẩm tiền gửi mà có hai loại. Loại là tiết kiệm tích góp và tiết kiệm kỳ hạn trực tuyến. Đây mình sẽ chọn như tiết kiệm tích góp nha các bạn. Thì cái này nó sẽ mình sẽ gặp một trường hợp như đây là không có nổi số tài khoản mình lên. Thì mình sẽ xử lý như thế nào mà các bạn theo dõi video mình sẽ thoát ngay nha các bạn. Thì do mình chưa liên kết với tài khoản thanh toán của mình, giờ mình sẽ vô liên kết tài khoản thanh toán của mình. Trước tiên các bạn sẽ thoát ra, các bạn truy cập vô một trên cái hàng người bên phải nè. Đó, rồi các bạn chọn vô cái mục quản lý thẻ tài khoản. Rồi các bạn ngay chỗ bạn kéo qua bên đây, ngay chỗ là liên kết thẻ tài khoản nè, bạn nhấn vô. Đó thì đây tất cả các tài khoản của mình sẽ chọn vô cái mục là tài khoản thanh toán ở trên là thứ hai nha các bạn, ô thứ hai màu xanh thứ hai nha. Các bạn chép vô đó, đây bạn chép vô chỗ này thì nó sẽ nổi lên. Mình sẽ nhấn vô lưu lại nha các bạn, bên dưới cái chữ màu xanh đó thì nó đưa mình cái giao diện mcode để mình lấy cái mã code nha các bạn. Thì mình sẽ chọn ở chỗ mcode để mình lấy mã code, mình thoát ra, mình vô mcode của mình. Có những bạn nào không có mcode thì nó gửi trực tiếp về số điện thoại cho các bạn nhé. Đó thì nó sẽ ra một cái mã xác số, mình sẽ lấy một cái mã xác số này để nhập vô để mình kích hoạt cái tài khoản thanh toán của mình lên để mình hồi mình vô mình để tiết kiệm các bạn. Đây nó báo mình đã cái liên kết thành công. Đó, giờ mình thoát ra. Ok các bạn ơi, giờ mình sẽ truy cập vô cái chỗ giao dịch nè. Đó, vô chỗ giao dịch. Nha. Đây mình sẽ chọn vô giao dịch. Đó, mình sẽ vô cái sổ chứ là tiết kiệm như nãy. Đó, thì mình sẽ chọn vô một sản phẩm gửi tiết kiệm đây. Mình sẽ mở tiết kiệm tích góp nha các bạn. Đó, mình sẽ chọn vô nó. Rồi, sau khi mình chọn mã tiết kiệm tích góp thì mình sẽ nhấn vô cái mã là mã tiết kiệm ngay. Đó, thì nó sẽ nổi lên tài khoản thanh toán của mình ngay lúc này thì có tài khoản nè bạn, hoặc có số tiền mình. Rồi, nha. Rồi, xong thì mình sẽ chọn cái bên dưới, nó có thể là tôi muốn gửi tiết kiệm thì mình sẽ chọn số tiền mình cần gửi bao nhiêu. Thì cái loại sản phẩm này nó quy định cho mình tối đa là 100.000 như bạn, nhưng mình sẽ chọn là mở 300.000. Đó, cái kỳ hạn thì mình cũng có thể vô chọn kỳ hạn cho mình chọn nha. Đây. Rồi lãi thì tự động lãi nhập vốn các bạn. Thì các bạn. Rồi cái câu chỗ kỳ hạn 1 năm nè. Đó, 6 tháng, 12 tháng, 1 năm. Đó, 2 năm. Mình sẽ chọn 1 năm nha các bạn. Đó. Xong, cái chỗ mà tên gợi nhớ thì các bạn tùy các bạn muốn để cái sản phẩm mình tên gì thì tùy các bạn thôi. Mình sẽ để lấy tên Minh Khang vô đây nha các bạn. Ok, thì mình sẽ chat vô cái chỗ là tôi. Đó, đây các bạn kiểm tra thông tin lại ha. Xong mình sẽ chat vô tội tôi là tôi đã đồng ý điều khoản của cái dịch vụ này. Đó, xong rồi các bạn nhấn chữ tiếp theo giúp mình. Đó. Thì nó đưa mình tới ô sản phẩm, ô xác minh, mcode. Mình sẽ chọn qua bên mcode các bạn. Đây cũng như tiếp tục như cũ. Đó, những bạn nào mình sẽ vô mcode để mình lấy mã mcode của mình. Có những bạn nào mà không có mcode á, không đăng ký mbanking thì có báo trực tiếp về số điện thoại cho các bạn nhé. Đó, thì mình sẽ chỉ cần lấy cái mã sáu số đó mình nhập vô đây là nó sẽ tiến hành gửi tiết kiệm cho mình nha các bạn. Đây nó đang chạy, nó báo nè.
tiết kiệm tích góp thành công. Đó, nó bắt từ từ tiền mình nè các bạn. Ok rồi, như vậy vậy là mình đã mở thành công. Nhưng mà đây mình sẽ thoát ra để mình vô lại, mình sẽ xem lại cái sản phẩm của mình. Thì các bạn có thể kiểm tra hay là các bạn theo dõi cái sản phẩm mình trực tiếp trên sông Sacombank này luôn nha các bạn. Hay là các bạn muốn vô đây các bạn nạp tiền thêm bất cứ lúc nào cũng được. Đây mình sẽ vô tiết kiệm, mình kiểm tra sản phẩm mình nè. Đây mới sản phẩm mình mới mở, nó hiện lên nè. Đây mới mở của sản phẩm là cái sổ tiết kiệm 300.000. Đây mình sẽ nhấn vô nó thì chi tiết giao dịch nó sẽ hiện lên. Do mình mới mở nên nó không có ngày nè các bạn, nó chỉ hiện lên ngày đây thôi. Nó tên đó, sản phẩm bên dưới ha. Đó, đầy đủ rồi. Ok, thì ở cái chỗ mà đây mình sẽ tiến hành mình nạp tiền vô cái tài khoản 300.000 này, thêm 100.000 nữa các bạn. Mình chọn cái chỗ ba chấm màu xanh nè, các bạn nhấn vô đây đó thì nó sẽ nổi lên các dịch vụ để mình làm. Đây các bạn như là lịch sử nè, thẻ tiết kiệm tự chuyển nè, tóm tắt vào tài khoản tiền file nè, hay là nạp tiền vào tài khoản. Mình sẽ chọn vô nạp tiền vô cái tài khoản mình mới như mở nha các bạn. Đây mình sẽ chọn vô nó, nạp tiền vô nha. Ok, mình sẽ mở nạp tiền vô cái tài khoản mình vừa mới mở tiết kiệm nè, nên nó có nổi lên số tài khoản nè, số tài khoản thẻ của mình tiết kiệm mới mở đó. Thì mình sẽ chọn số tiền cần nạp bao nhiêu, mình sẽ nạp vô 100.000 các bạn. Ok, diễn giải thì các bạn muốn nhấn sao cũng được đó. Rồi các bạn nhấn tiếp theo với mình đó. Sau khi nhấn tiếp theo thì nó kêu mình xác minh đó. Mình chỉ nhấn vô xác nhận thôi. Kêu mình nhập mật khẩu embed nè, mật khẩu này là mật khẩu của app Sacombank của các bạn nhé. Thì các bạn nhập mật khẩu sản số đó vô thì nó sẽ xác nhận ra ngay liền. Nó cũng mật khẩu nó cũng như mình đang nạp tiền nội thì nó kêu mình nhập mật khẩu của embed vậy đó. Đây nó báo mình nộp tiền thành công nè các bạn đó. Đó. Thì sản phẩm của mình đã lên được thêm 100.000, 400.000 nè các bạn đó. Đây là chi tiết giao dịch của mình có thể kiểm tra chi tiết giao dịch của mình. Rồi, ok thì mình sẽ thoát ra thôi. Như vậy mình xong rồi, mình có thể theo dấu bất cứ lúc nào. Đó, mình cũng có thể đây, mình sẽ cái sản phẩm này mình để mình thoát ra. Đây nè bạn, ngay qua sản phẩm mình mới gửi tiết kiệm 400.000. Đó, mình sẽ vô tới vô chi tiết để mình kiểm tra ở đây. Đó, kỳ hạn. Rồi số tiền bao nhiêu. Mình theo dõi trực tiếp ở đây nha các bạn. Đó. Ok. Mình có thể xem lịch sử giao dịch của nó nè. Mình nạp bao nhiêu tiền, như đây mình nạp vô 100.000 đây. Cái bên dưới là mình đã gửi 300.000 và mình ở trên là mình nạp vô 100.000 đến 400.000. Nó hiển thị lên tất cả nha các bạn. Đó, này mình thoát ra các bạn. Đây để mình về tên chủ. Thì cái sản phẩm này khi mình gửi bên em banking nó cũng vậy nha các bạn. Mình sẽ vô em banking mình gửi cho các bạn xem ha. Trước kia mình đi cập vô em banking. Đây là mình đã đăng ký em banking rồi nha các bạn. Đó. Xong nó kêu mình nhập vân tay, mình sẽ nhập vân tay. Cái này vô mà vân tay để bảo đảm an toàn cho app mình hay các bạn. Đây là số tiền của mình. Đó. Sau rồi mình sẽ tiến hành mình kéo nè. Các bạn thấy cái chỗ này ha, mình để dấu cho các bạn xem nha. Đó, các bạn sẽ nhấn vô đây và các bạn kéo qua để mình xem cái sản phẩm nha các bạn. Nhiều bạn thấy cái mũi tên màu vàng là nhấn vô đó, nó không có vô nữa các bạn. Các bạn để ngay cái dấu này chính giữa, mình kéo qua kéo lại. Đây mình sẽ chọn vô cái sản phẩm mình cần gửi. Mình sẽ chọn vô gửi tiết kiệm nè, tiết kiệm tích góp nha các bạn. Thì các sản phẩm này nó sẽ gửi trực tiếp tên Emakin cũng được mà tên Sacombank cũng được mà. Các bạn kiểm tra các điều khoản của nó, các bạn xem, các bạn đọc. Đó, cái này mình sẽ tiến hành nhanh các bạn. Sau khi các bạn xem xong, các bạn nhấn vô chỗ tôi đồng ý. Rồi, chép vô chỗ tôi đồng ý giúp mình nha. Đó. Đấy, xong nó sẽ đưa mình tới chọn sản phẩm thôi. Thì cái chỗ chọn nè, các bạn chọn vô cho giúp mình. Đó, mình lấy tài khoản mình ra, xong các bạn nhấn tiếp tục. Đó. Nha. Thì sẽ cho mình số dư tối thiểu là 100.000 hả? Các bạn muốn gửi bao nhiêu mình các bạn điền vô thôi. Đây mình nhấn tiếp tục. Đó. Vậy thôi. Nó đưa mình tới sản phẩm. Đó. Xong cái sản phẩm của mình á, mình sẽ chọn sản phẩm tải nè. Rồi kỳ hạn nè. Đó. Bao nhiêu tháng. Đó. Rồi, số tiền. Đó. Kỳ hạn mình chọn 12 tháng các bạn. Rồi, số tiền các bạn chọn bao nhiêu thì các bạn
nhấn vô nó thôi. Đây mình sẽ chọn 100 ngàn, mình làm mẫu cho các bạn nha. Tại bữa nãy mình đã gửi tên Saigon Bay rồi các bạn. Các bạn nhấn tiếp theo thì nó đưa mình tới trang chủ là em sai. Đó, mình chỉ cần xác nhận cái nét mà ca mã em sai, nó sẽ gửi trực tiếp về cho mình rồi mình xác nhận là xong các bạn. Đó, các bạn chỉ mở em sai rồi lấy mật khẩu đó thôi, mật khẩu 6 số nè. Đó, lại 6 số này các bạn về nhập vô cái chỗ mà lỗ trống em code nè. Đó, các bạn nhập vô thì nó sẽ tiến hành xác nhận gửi cho mình thôi. Đó, do mình làm mẫu thì mình sẽ không xác nhận cái mật khẩu đó vô nha các bạn. Đó. Như vậy thì mình đã hoàn thành cái cách mà gửi trực tiết kiệm trực góp tên sản phẩm là em băng kim và em say tên sang băng bay luôn nha các bạn. Chắc mình cũng kết thúc video đây. Mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn.